Đây là bộ phim kể về một con người học cách sống chung với sinh vật kỳ lạ ở trong bụng mình. Không, ý tôi không phải anh ta có bầu. Đàn ông sao có bầu đâu. Nhưng mà anh ta bị ký sinh Venom. Mọi chuyện xảy ra khi một chiếc tàu con thoi của tổ chức tên là Life Foundation. Nghe tên đã biết. Mấy cái tổ chức tên là Life, lớp 100% danh từ tích cực, kiểu gì cũng là phản diện. Mấy ông tướng này đang trên đường đi về trái đất sau một nhiệm vụ thăm dò vũ trụ thì tàu hết xăng hay là sao đấy. Và thế là con tàu con thoi rơi xuống Malaysia. Hầu hết phi hành đoàn tử nạn và đội điều tra phối hợp cùng cảnh sát. Nhưng theo như lời mấy ông bà chỉ tay 5 ngón ở nhà thì chỉ tìm thấy 3 trên 4 mẫu vật mang về. Một con đã bảy trọ từ trước. Cảnh sát nhanh chóng đến làm việc thì phát hiện ra một phi hành gia còn sống nên lập tức mang đi cấp cứu. Đáng tiếc là ngay khi vừa đi được một đoạn, thứ ký sinh trong phi hành gia bỗng nhiên nổi hứng, giết hết những người trong xe cứu thương rồi nhập vào cô cảnh sát và tiếp tục đi bộ. Quả gãy chân lòi cả xương ra bỗng dưng tự lành lại với tốc độ phi thường. Tất nhiên đoạn này backstory các thứ rồi. Giờ chúng ta mới gặp nhân vật chính. Đây là Eddie Brock, một trạng vương chính hiệu. Bro sống ở nhà bạn gái Annie. Biết tại sao không? Tại vì nhìn sự khác biệt của hai người này đi. Một người thì quần la áo lượt, vest vùng các kiểu, người còn lại trông như vô gia cư bất cứ lúc nào. Tất nhiên hôm nay Annie chỉn chu thế là vì cô sắp sửa được nhận một thân chủ mới. Chớ trêu thay đấy lại chính là Life Foundation, cố vấn luật pháp rồi giải quyết khiếu nại các thứ. Annie đi làm trước thì Eddie cũng đi làm sau. Đùa đấy, ông này cũng không vô dụng đến mức đấy đâu. Anh leo lên quả mô tô chiến đét của mình mà múa, lao băng băng trên đại lộ của thành phố San Francisco. Eddie là phóng viên hiện trường và tính ra anh lăn xả phết. Tức là chỗ nào có biến thì chỉ vài phút sau là có mặt Eddie, đem đến cho người xem những tin tức nóng hổi trung thực, cộng một respect. Một ngày như mọi ngày, Eddie đến chỗ làm và sếp cho Eddie một quả suộc khét lẹt lẹt. Tòa soạn đã sắp xếp được một quả phỏng vấn độc quyền với Carlton Drake, người sáng lập ra Life Foundation. Để làm gì á? Tất nhiên là để thằng Drake cười cười bảo là con tàu vũ trụ rơi xuống Malaysia là do tai nạn, chứ cầu của công ty an toàn. Eddie bảo sếp là em đang muốn gia nhập The Liêm, đóng ra quả tin bưng bô cho thằng Drake này là em mất vé. Ông sếp bảo Eddie là bé bé cái mồm thôi. Thích thì thằng tỷ phú kia mua luôn tòa soạn mình xong biến thành showroom. Thì lúc đấy cả ông lẫn Eddie đều mất việc. Nên hôm đi phỏng vấn giả vờ mù là được. Chọc nó thì khác gì tự lấy tay bóp ré. Eddie thấy sếp dí quá cũng chịu thua, đành phải thỏa hiệp kiểu vâng vâng ok. Đến lúc đấy em sẽ giả vờ ngu, kiểu Eddie bực ra mặt. Nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng đấy không có lâu được. Vì tối nay anh có hẹn với Annie và đi ăn tối với bạn gái, ai lại trưng ra vẻ mặt như thằng lớp 7 bị bố không cho đi nét dù đã hứa là được điểm 13 môn thì cho. Việc gì đến cũng phải đến. Sau khi đi ăn xong thì họ về nhà tập thể dục. Nhưng giữa đêm thì Eddie buồn đái nên dậy. Trong khi uống nước vì lỡ xè ra quá nhiều, Eddie tranh thủ lấy laptop của bạn gái ra check group phim này hay phết. Để giải trí sau những giờ thể dục đôi mệt mỏi thì vô tình thấy email từ văn phòng luật của Annie gửi về. Và như một người bạn trai không biết giới hạn về bảo mật thư tín ở đâu, Eddie mở ra đọc luôn. Và ố ôi, bao nhiêu file PDF, chi tiết các vụ án giờ Eddie đọc hết. Từ quả tên lửa rơi ở Mã Lai, rồi đến mấy cái thí nghiệm lên người kia. Mặt bro kiểu, đấy, mai thằng Drake chết với tao. Nói là làm. Sáng hôm sau, trong khi chủ tịch Carlton Drake đang lừa đám trẻ con rằng công ty chú vui lắm, y như cách Elon Musk lừa mấy thằng ngu trên X, Eddie ló mặt đến. Hỏi vài câu đầu thì giả vờ ngu, nhưng mà ngay sau đấy đã đốp cho toàn câu hỏi khó, nguồn từ những thứ anh đọc hôm qua, khiến Drake giận sạm cả mặt ra. À từ từ, ông này gốc Ấn, mặt lúc nào trông chả hơi ngăm ngăm như này. Đòi gọi bảo vệ vào hất cẳng Eddie ra ngoài. Eddie cay cú trở về tòa soạn thì bị sếp chửi cho như hát hay, bảo đang yên đang lành tự dưng chọc tổ ong, nên giờ ông già thất vọng lắm. Và để tránh tòa soạn không bị liên lụy, ông quyết định sẽ cho Eddie nghỉ phép không lương vô thời hạn. Nói thẳng ra là đá đít Eddie ra ngoài vì chơi ngu. Này thì liêm khiết, này thì trung thực. Eddie vít ga đến gặp bạn gái chút bầu tâm sự thì chớ trêu thay. Annie cũng đang mang hộp đựng vật dụng cá nhân bước ra khỏi văn phòng. Và khỏi phải đợi cô mở mồm thì chúng ta cũng biết tại Eddie mà Annie vừa mất việc. Annie vừa nhìn thấy Eddie mặt mày lấm lét, đã tiến lại chửi bạn trai như tắt nước, rằng Eddie là thằng ích kỷ, tự cao tự đại, hấp diêm con heo đẩy bà già xuống biển các thứ, lợi dụng cô để thỏa mãn cái tôi của mình, xong chả nhận đính hôn rồi quay đít đi luôn. Thôi xong, trong một ngày mất việc, mất bạn gái, giờ xua kèo là mất cả nhà luôn vì có cho kẹo Eddie cũng chả dám về đấy nữa. Trong lúc Eddie ngơ ngác thì ba ống chứa Symbiote đã về đến Life Foundation. Còn con mất tích thì cũng đã mò từ vụ tai nạn đến khu vực làng mạc văn minh. Sau khi giết một đống người thì chuyển sang dùng xác của bà già, rồi tiếp tục lang thang đâu đó chưa rõ tung tích. Time skip 6 tháng sau, trong khi Eddie đang sống dở chết dở, lấy rượu chè làm vui, sống tạm bợ trong căn phòng trọ ọp ẹp, tìm việc lòi cả mắt trên báo. Và tất nhiên là cố ngồi thiền, nhưng mà thằng phòng đối diện cứ tập metal rock. Thì ở Life Foundation cũng có những mạng người sống dở chết dở. Do Drake đã bắt đầu chuyển sang thử nghiệm đám dạng sống cộng sinh, lũ symbiote kia lên con người. Sau khi mới thành công có tí trên động vật, khỏi nói thì cũng biết là đám này chuyên bắt những người vô gia cư sống trên phố về nhét vào làm thí nghiệm. Tại những người này mất tích thì cũng chẳng ai quan tâm. Đa phần các đối tượng khi bị symbiote cộng sinh trong người thì đều suy đa tạng xong co giật mà chết hết, chứng tỏ là đám Drake đang thiếu một cái gì đấy. Tôi sẽ không nói đấy là trẻ con, vì Drake này là Drake khác, nhưng mà có vẻ là bố này đang bỏ lỡ một cái gì đấy. Nên quá trình kết hợp giữa symbiote và con người luôn kết thúc bằng việc đối tượng con người lan ra chết. Còn mọi symbiote thì vì không kiếm được đối tượng phù hợp nên trông cũng ngáp lắm rồi.
Drake cáu, đòi cấp dưới phải thử trên nhiều mạng nữa. Tối nay, một ngày như mọi ngày, Eddie đi đến tiệm tạp hóa của bà cụ Trung Quốc duy nhất mà anh phân biệt được mặt. Không để ý rằng thím vô gia cư hay bán báo miễn phí cho anh hôm nay mất hút, thì dồn góc được cái đứa đang theo đuổi anh. Đây không ai khác lại chính là Dora, trưởng bộ phận nghiên cứu của Drake. Thấy bố kia thử nghiệm lên người không chớp mắt thì sợ, và chả biết tìm đến ai nên tìm đến Eddie. Eddie từ hồi mất việc có một quy tắc, tên là không làm việc với đám đến từ Life Foundation. Nhưng mà Dora bảo Eddie rằng là cô có thông tin giúp anh bóc một quả phốt thối của Drake, có cơ may giúp anh lấy lại được sự nghiệp. Cơ mà liêm khiết người người lại còn được danh cứu người, nghe cũng bùi tai. Nhưng câu trả lời là không lơ mau. Eddie không muốn dây vào tổ kiến lửa một lần nữa, anh bỏ Dora lại, rồi như mấy thằng sim lỏ khác đi qua nhà người yêu cũ ngó nghiêng. Đáng tiếc Annie giờ đã có cuộc sống mới, người yêu mới, một ông bác sĩ tên là Dan, nhìn đẹp trai người người chứ không hèn hèn như là Ed. Ông này thậm chí còn là fan của những bản tin của Eddie. Annie đổ lỗi rằng tất cả chuyện giữa hai người đổ vỡ là do cái tính của Eddie. Ừ thì cũng chả sai, nhưng mà là tôi cũng đau phết đấy. Buồn đời, Eddie ra thành cầu hóng gió, giờ nghĩ thế nào lại gọi điện cho tiến sĩ Dora. Hai người trốn vào cơ sở nghiên cứu của Life Foundation. Trên đường đi thì Dora giải thích cho Eddie và cả người xem về lũ symbiote này. Mấy bố múc được mấy con về sau khi rẽ ngang qua một cái sao chổi. Khi con tàu vũ trụ rơi đầu phim đang trở về trái đất. Tất nhiên là ở trên cái sao chổi có cả triệu con, nhưng mà bọn này không có phổi nên là thở ở trên trái đất vài phút là chết. Phải ký sinh vào trong vật chủ là sinh vật địa cầu thì mới sống được. Drake muốn bọn này cộng sinh với con người, vì bro nghĩ là nếu nó nhập vào người để nó sống ở đây thì tức là con người có nó nhập vào sẽ sống được ở ngoài đấy. Như mọi thằng tỷ phú lắm tiền khác, Drake nhìn hành tinh làm hắn giàu sụ, và suy nghĩ đầu tiên của hắn là chim cút khỏi đây luôn. Nhìn bố Drake này lại càng làm tôi thấy mỗi năm có ít nhất một vụ Ocean Gate cũng không phải là cái gì quá tệ. Mà trở lại chuyện chính, thì trong lúc Dora đang dẫn Eddie đi tìm kiếm chứng cứ thì bảo vệ đến hỏi thăm, khiến Eddie phải trốn vào một hành lang lạ. Nhớ đừng có động đậy gì ấy nhá. Eddie vào xem chụp chụp các thứ. Nơi mà chớ trêu thay, anh lại thấy bà già vô gia cư lấy báo miễn phí bán cho người qua đường đang bị nhốt trong lồng kính. Bà kia thấy có người thì điên cuồng đập kính đòi cứu giúp. Và Eddie thấy người quen thì nhảy vào gõ cái lồng kính như thật. Sau mấy phát nện bằng bình cứu hỏa thì lồng kính vỡ. Còn thím kia vừa được thả tự do thì bay ra bóp cổ Eddie. Và cái con đen đen trong người thím kia cũng bò sang người anh luôn. Cả trụ sở náo động. Và thế là Eddie bị lùa như lùa vịt, bỏ chạy trối chết. Nhưng mà có gì đấy lạ lạ thế nào, Eddie không yếu. Nhưng mà hôm nay anh có vẻ khỏe hơn bình thường rất nhiều. Ý tôi là hút cái gì bung cái đấy, nhìn rất lạ. Eddie bỏ trốn thành công bằng cách trèo lên cây. Nhưng mà trên người bắt đầu có những hiện tượng lạ. Anh về nhà gọi điện cho Dora, nhưng mà một tay gọi điện, tay còn lại thì bốc bất cứ thứ gì ăn được ở nhà và bỏ vào mồm, kể cả miếng thịt gà vứt lăn lóc trong thùng rác. Trong lúc Ed đang đi đánh răng thì trong gương có một giọng nói kỳ lạ gọi tên anh, và Eddie phát hoảng đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự. Trở lại với Life Foundation thì sáng hôm sau ông tướng Drake đến chỗ làm và phát hiện ra đêm qua thì một con symbiote đã bị thằng bỏ mẹ nào đấy đột nhập rồi lút mất. Nhưng không sao, may quá là cái con còn lại ở nhà lại dung hợp khá ổn với anh da đen vô gia cư kia, khiến Drake mừng ra mặt. Cả Drake lẫn Eddie đều không biết rằng cái con symbiote bị rơi ở Malay đang tìm đường đến Mỹ bằng cách nhập vào một đứa trẻ con ở sân bay. Trở lại với Eddie thì anh giờ thân cô thế cô, chả có ai để gọi nhờ sự giúp đỡ, nên thôi mặt dày gọi bạn gái cũ đến làm kỳ đà lúc Annie và Dan đang đi ăn tối trong nhà hàng. Cố giải thích với cô về những gì anh đã gặp phải đêm qua, và bắt đầu có những biểu hiện hơi ba chấm một tí, khi mà bất cứ đồ ăn nào lọt vào tầm mắt cũng sẽ bị Eddie ngấu nghiến, chưa kể là quả đi tắm bồn cùng với tôm hùm rồi nhai rau ráo cả vỏ của một con trong đấy. Nhà hàng định gọi cảnh sát nhưng mà Dan cố ngăn họ lại, nói dối rằng Eddie là bệnh nhân của anh, rồi đưa Eddie về viện để thăm khám để check xem Eddie có bị va đập chỗ nào hay không. Nhưng mà vừa đút đầu Eddie vào bật máy chụp cộng hưởng từ lên thì Eddie bắt đầu co giật dữ dội, vì con ký sinh trong người anh không thích tiếng ồn sinh ra từ cái máy, nên Dan phải lập tức tắt máy rồi mang Eddie ra ngoài. Cơ bản thì trên màn hình scan có hiện tượng lạ thật, nhưng mà các chỉ số của Eddie đã về lại bình thường, nên giờ Dan cho Eddie ra về. Có phải mình tôi thấy lạ không? Chứ bình thường các phim khác thì thằng bạn trai mới của bạn gái cũ của nam chính thì thường là mấy thằng lỗ đít. Ông Dan này cảm giác cứ tốt bụng quá nên tự dưng thấy hơi ngại. Nhờ vào chuyện chính thì khi mà nhờ Dan nên chúng ta đã biết tiếng ồn tần số cao sẽ khiến lũ symbiote phát dầu. Thì ở trụ sở chính của Life Foundation, các nhà khoa học dưới quyền thằng Drake cũng đã có kết luận tương đương. Và ngoài khám phá này của các nhà khoa học thì trưởng bộ phận an ninh còn khám phá ra chính tiến sĩ Dora đã dẫn người vào phòng thí nghiệm. Eddie thì giờ đã về nhà, được Annie và Dan gọi điện hỏi thăm. Có vẻ là các bác sĩ đưa đến kết luận là có con gì đấy đang ký sinh trong người Eddie. Anh hỏi thêm về các triệu chứng thì chưa cần Dan trả lời, cái con trong người anh đã trả lời hộ, khiến Eddie nổi khùng vì tưởng mình gặp ảo giác, đành phải tắt điện thoại đi mà ngồi nói chuyện với nó. Và thế là Eddie bị con ký sinh kia thúc sang dọa thằng hàng xóm phát, vặn bé bé volume xuống. Có vẻ là suôn sẻ. Ở Life Foundation, tình cảnh của Dora thì lại khác. Sau khi moi hết thông tin từ cô tiến sĩ xấu xấu bằng cách hứa hẹn sẽ làm tốt hơn, Drake quyết định thanh lý cô gái bằng cách cho cô ở chung với con symbiote cuối cùng chưa có vật chủ. Và rõ là chúng ta cũng biết cô gái đến đây là hết vai. Trở lại với Eddie, sau khi đã có một buổi tối yên tĩnh, anh bắt đầu nướng một đống đồ ăn để hấp. Không biết là Eddie đói hay là do con kia đói, nhưng mà chưa kịp bỏ vào mồm thì đã có người gõ cửa.
Dù cái con kia bảo là đừng mở, nhưng Eddie nghĩ mình bị điên nên không nghe. Và thế là anh bị đám nhân viên an ninh của Life Foundation ùa vào quầy. Eddie cố cúi xuống giơ tay giảng hòa, nhưng con symbiote trong người anh thì lại không chịu, quay ra quất cho lũ nhân viên an ninh kia như con. Hay lắm, giờ hãy cắn cụt đầu chúng nó rồi xếp chồng vào một góc ấy. Cái gì cơ? Thì cắn đứt hết đầu chúng nó, xếp thân một chồng, đầu một chồng trong góc. Xong thế là cả hai bỏ chạy. Trong khi Drake xem video từ xa thì cười thích chí vì cuối cùng cũng có một vật chủ thích hợp đến mức hoàn hảo với một con symbiote. Đòi bắt cả Ed lẫn con kia về trụ sở. Ed vẫn còn đang hoang mang, dám bảo sinh vật trong người mình là một con ký sinh, khiến cho nó nổi giận. Dán anh dính tưởng để cãi nhau, khiến Eddie phải xuống nước. Lợi dụng cơ hội đó, lũ nhân viên an ninh của Life Foundation thả flycam với chế độ tự sát ra đuổi Ed. Một cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn đã diễn ra. Tay lái của Eddie và sinh vật lạ kia xứng đáng được các anh Long Biên nể trọng. Flycam thì chết liên tọ, nhưng không ai làm gì được Ed. Cực chẳng đã, tên đội trưởng đội an ninh phải điều hết xe ô tô đuổi theo Ed, rồi tự mình bẻ lái đi đường tắt chặn đầu, đâm cho Ed đi người một nơi, xe một nơi, lăn lóc như con cóc. Và tất nhiên là bàn chân quay ngược ra đằng sau. Thằng đội trưởng ra định làm vài câu khiêu khích trước khi bắt Eddie bỏ vào giọ. Nhưng chính lúc này thì con symbiote trong người Eddie chữa lành mọi vết thương, rồi biến thành một sinh vật cao to đen hôi, liếm cái đầu chọc phía trên của thằng kia xem ăn phần nào trước tiên, thì bị mấy thằng nhân viên an ninh khác làm cho sao nhãng. Thế là quay ra gặp đầu một thằng, rồi bỏ trốn trước khi cảnh sát bù đến quá đông, bằng cách nhảy xuống sông rồi bơi đi mất. Sau khi bơi đến một cái phao tín hiệu giữa sông, sinh vật kia tự thò đầu ra, rồi giới thiệu với Eddie là nó là Venom. Venom đi ké Eddie, và giờ thì Venom cần phải họp mặt anh em để kiếm tên lửa của thằng Drake, đón anh em về đây đánh chén loài người. Nghe lời thì nó tha cho, y như rằng chắc bọn này tâm linh tương thông hay gì, mà ngay cảnh sau con symbiote ký sinh trên bé gái đã hạ cánh xuống San Francisco, chuẩn bị đi thực hiện kế hoạch gì đấy. Dan gọi điện cho Annie, bảo là phải mang Eddie về viện ngay, chứ chuyến này kết quả trả về lành ít dữ nhiều. Trong lúc hai người táo hỏa tìm Eddie, chúng ta quay lại trụ sở Life Foundation, nơi mà Drake đang chửi các nhà khoa học khác vì cái con symbiote nhập vào cơ thể tiến sĩ Dora, giết cô gái xấu số rồi lăn ra chết. Annie đến nhà Eddie tìm, thì cả khu phố đã bị phong tỏa, được ông cảnh sát thiếu nghiệp vụ này nữa bảo với thường dân là xác người la liệt thành phố, khiến Annie liên tục phải gọi cho Ed, sợ một trong những cái xác lăn lóc đấy chính là anh. Thế giờ thì Eddie đang ở chỗ nào? Anh đang ở tòa soạn cũ, định nộp bằng chứng lên văn phòng của ông sếp. Anh bị lễ tân chặn lại, khiến Venom ngỏ ý muốn giải quyết hộ Ed. Nhưng hồi còn đi làm ở đây, Ed thân với ông lễ tân này lắm, nên không có chuyện anh sẽ để Venom làm hại ông bạn mình. Thế là hai ông tướng này nghĩ ra cách mới, là leo sứ lên nóc nhà luôn, xong đột nhập vào bằng đường cửa sổ, để lại cái điện thoại chứa bằng chứng, rồi viết một lời nhắn ngắn gọn mà tôi thấy là hơi giống lời chửi một tí, bảo ông sếp hãy bước lên con đường của The Liam. Xong xuôi thì Venom gạ Ed nhảy xuống, nhưng Ed khá là nhát nên chọn thang máy đi xuống. Đáng tiếc là ngay khi vừa xuống đến tầng 1 thì Eddie gặp ngay đội SWAT đến quay. Một trận hỗn chiến nổ ra, Eddie hết sức ngăn Venom cắn người, còn Venom thì múa mấy ông SWAT như đồ chơi. Dù cho có bị tiếng động của mấy quả flashbang làm choáng, Annie vừa đến nơi thì Venom cũng đã làm cỏ anh em cảnh sát xong. Và ôi, Annie đã thấy Venom và Eddie ở dạng mạnh nhất trông như nào, nhưng vẫn đủ cứng bắt cả hai vào viện. Trên đường đi, thông qua Eddie, Annie biết Venom sợ âm thanh tần số cao, sợ lửa và khiến cho Ed lúc nào cũng đói. Nhưng vì ở trong đầu Eddie nên Venom cũng biết là Ed chưa bao giờ hết khúc mắc về chuyện với Annie, và thúc giục anh xin lỗi cô, nhỡ đâu đây lại là lần cuối còn có thời gian để làm điều đó. Tất nhiên là Ed cũng không ngu để bỏ lỡ cơ hội này. Lần đầu tiên, Ed xin lỗi Annie vì sự bồng bột của bản thân. Hai người làm hòa, mà không biết rằng sau xe đang có một con flycam bám theo. Con symbiote điều khiển bé gái đã đến được trụ sở chính, gặp Drake và lập tức nhảy sang Drake ở bệnh viện. Theo những kết quả của Dan thì Venom đang ăn dần ăn mòn Eddie, dù Venom bảo là nó chữa được. Annie thấy Venom nói mãi không nghe, bật xứ máy cộng hưởng từ lên, và thế là Venom bị tách ra khỏi Eddie, rồi khóa trong phòng cộng hưởng từ. Eddie lùm cùm bò ra, còn Venom thì trốn đi bằng đường thông gió, rồi nhập vào một con chó trong viện. Eddie vừa ra đến cửa thì đã bị lũ nhân viên an ninh của Drake bắn đạn choáng xong tha về. Annie đi ra tìm Eddie, nhưng chỉ thấy một con chó bị Venom nhập xác, bọn kia khuân Eddie về. Sau một hồi tra hỏi, lần Drake biết được Venom đã trốn mất thì lên giọng bảo là cóc cần Eddie nữa, vì giờ tao đã có symbiote của riêng tao nên cho đàn em xử Eddie luôn, nhưng mà từ từ mang ra chỗ khác mà xử, đừng để phòng thí nghiệm với máu. Còn mình thì cùng con kia thúc đi các nhà khoa học để chuẩn bị cho một quả tên lửa nữa, để Drake và nó lên đón các chị em bạn gì. Ed bị lũ nhân viên an ninh dẫn ra bìa rừng, và thằng kia mắc một sai lầm khủng khiếp là để Eddie múa mồm, tạo thời cơ cho cứu viện đến. Cứu viện của Eddie không ai khác chính là Annie dung hợp với Venom ra một quả quái vật nhìn khá là vú đít, gặm cụt đầu thằng lính kia, giờ la vào hôn Eddie. Và thế là Venom tự quay trở về người anh. Chưa kịp để hai người trò chuyện, Venom đã bảo Eddie là nó phải đi gấp, vì con trong người Drake là Riot, và mục tiêu của Riot là mang hết symbiote xuống trái đất, nên Eddie và Venom phải đi ngay. Venom thấy bất nào lại không cho Annie đi cùng. Phía thằng Drake, ngay khi vừa bắt các nhà khoa học phải gỡ các giới hạn an toàn, chuẩn bị phóng tên lửa, khi một ông cố gắng chặn việc phóng tên lửa lại, thì hóa hình giết hết tất cả những người trong phòng không lưu. Venom và Eddie nhảy ra, nhưng đáng tiếc là Riot trên cơ Venom vài level, lúc đâm lúc chém, khiến Venom ăn hành ngập mồm. Đấy là tôi nghĩ thế, chứ cảnh phim thì tối mà hai con này lúc đánh nhau thì bầy nhà bầy nhảy.
nhìn không thấy gì lắm. Kết quả là cả Venom lẫn Eddie đều bị hấp thụ vào cơ thể Riot và Drake. Annie giờ mới lên được phòng không lưu, nhìn thấy con quái vật thì cố giúp Ed bằng cách bật loa hết cỡ. Âm thanh chói tai khiến hai con symbiote tách ra khỏi vật chủ. Thế là giờ hai bố con người có cơ hội để đấm nhau. Tất nhiên là cái thằng dân văn phòng như Drake thì ăn thế nào được một ông tướng đô cây như là Eddie. Bị đấm cho không trượt phát nào, Eddie đẩy Drake xuống đất rồi chạy đi. Nhưng mà không may bị xiên một phát thấu tim, nằm lù lù một góc. Riot và Drake chui được vào tên lửa thì Venom mới nhập lại vào Ed. May là kịp chữa lành vết thương, rồi hóa hình lên rạch một đường vào bể nhiên liệu của tên lửa, khiến nó nổ tung, giết chết cả Riot và Drake. Venom dù rất sợ lửa nhưng lại lấy thân mình để che chắn cho Eddie, vừa giúp anh không bị lửa đốt, vừa làm dù để cho anh tiếp đất an toàn. À này, rơi xuống nước. Eddie và Venom cứu trái đất thành công, nhưng có vẻ là Venom đã hy sinh để cứu bạn mình. Một thời gian sau, Annie giờ là luật sư công, còn Eddie trở lại với nghề làm báo. Anh hỏi cô về vụ hôn thì Annie chối đấy là Venom chủ động hôn. Nghe khá là gian. Annie chia buồn với Eddie về Venom, nhưng cô không biết rằng Venom vẫn còn sống và đang lên kế hoạch để giúp Eddie cơ đổ Annie. Họ gặp Stanley trên đường đi, và như mọi cameo khác thì ông già biết tất tần tật về cả hai, bảo cả Venom lẫn Eddie là đừng từ bỏ cô gái. Eddie chả hiểu gì, nhưng Venom có vẻ là người thông minh hơn, thắc mắc ngay ông già tại sao lại biết. Hai thằng ngẫn này rời đi, bắt đầu thương lượng với nhau về việc Venom sẽ chỉ được ăn thịt người xấu, không được ăn người tốt. Nhưng mà Venom đòi nó có quyền quyết định xem ai xấu ai tốt, vì Venom đói. Eddie lại vào hàng tạp hóa của bà cụ Trung Quốc đầu phim. Đúng lúc thằng xã hội tới bào tiền bảo kê của bà, Venom và Eddie biến hình, nhảy ra định thuyết giảng thằng kia. Nhưng xong cuối cùng nghĩ lại thì Venom ăn thịt thằng xã hội đen luôn. Bà cụ khiếp đảm nhìn Eddie biến lại trở thành người, thì ông tướng này lấy cớ là 6 tháng nay cháu chưa tẩy run, rồi chạy mất. Venom đòi Ed phải xin lỗi vì dám so nó với Jun, rồi hai người rời đi. Trong khi Venom bảo Ed là giờ với sức mạnh này, hai thằng thích tác quái thế nào cũng được. Còn tôi quán quại, xin chào và hẹn gặp lại.